rất là dễ dàng. Có lẽ anh em đã quá quen thuộc với dòng máy xiết vô lông 380 Nm/m này mình đã giới thiệu với anh em. Và dòng này sẽ sử dụng chân pin Makita hoặc là pin M21 đến từ thương hiệu Detong. Và ngày hôm nay Detong cũng cho ra mắt một dòng tương đương như vậy nhưng sẽ sử dụng chân pin của Dewar nha anh em. Với mẫu thiết kế mới này, tất cả những chức năng và thiết kế cũng như kích thước đều được giữ nguyên, chỉ khác nhau về màu sắc và chân pin sử dụng máy. Test thử lực con này xem có được bằng như con này không nha anh em. Đây là clip mình test thực tế, còn nếu như mà anh em nào không tin có thể mang xe đến thử luôn nha anh em. Có nhiều anh em kêu mình thử xe Attila thì bây giờ mình sẽ mở nồi, tí nữa mình mở bánh luôn nha anh em. Quá gọn gàng. Ra ngay. Vì máy thiết kế với hệ Compact Series nên khá là nhỏ gọn. Nếu như mà anh em muốn tháo cái bô ra thì cũng rất dễ dàng. Anh em chỉ cần đưa cái máy vào dưới này là anh em có thể tháo ra được. Bao lâu rồi chưa tháo cái này ra. Nó dơ nè anh em ơi. Gớt cái bô xuống để tháo bánh cho anh em xem. Còn con ốc. Tháo bánh này nha. Sẽ quay cận cho anh em xem con ốc nè. Ốc này là ốc mình chưa mở ra luôn nha anh em. Còn rất là cũ luôn. Xe này đi lâu năm rồi mà chưa có tháo ra. Nên bây giờ sẽ mở ra thử cho anh em xem. Cái này xài tiếp 24 nha anh em. Rất là dễ dàng, nãy giờ tháo dơ hết tay. Đây, mình chứng minh thật sự cho anh em luôn. Đây là con ốc 24 và nó chưa được mở sẵn. Với một cái con máy rất là nhỏ gọn như thế này đã có thể mở được cái bánh cốt sau của xe tay ga rồi. Và cũng có một số bình luận góp ý của các anh em là mình có thể mở bằng tay cũng được. Nhưng mà việc này khá là mất thời gian cũng như là công sức của anh em. Và những anh em nào mà làm thợ á, nếu như mà mở bằng tay liên tục sẽ rất là mệt và cũng như không có hiệu quả trong công việc của mình. Vậy nên bây giờ mình sẽ xiết thử cái con vô lông này vào trong cái bánh mà mình mở bằng tay thử cho anh em xem cái việc này sẽ tốn sức như thế nào. Đặc biệt là cái dòng xe tay ga này á, thì khi mà anh em mở á, cái ốc bên kia nó sẽ không giữ được. Vậy nên anh em sẽ mở máy sẽ nhanh hơn rất là nhiều so với mở tay nha anh em. Vẫn ra nha anh em. Đây. Mất thời gian rất là nhiều mà cũng khá là mệt đó anh em ơi. Và đó là những bài test mà mình muốn giới thiệu đến anh em về cái máy xiết vô lông lực 380 Nm/m.